Có những con bìm bịp khôn, nhưng có những con bìm bịp lại cực kỳ khôn, đó chính là bìm bịp chúa. Đã rất nhiều cao thủ mang các loại bẫy tới đây hòng phu phục được nó nhưng đều thất bại, đau đớn hơn là còn bị oánh cho bẻ chim mồi luôn. Vì sao vậy? Vì con bìm bịp này rất khôn, nó chỉ đi quanh đồng để đánh mà không bao giờ nhảy vào cầu tử, đã vậy lại còn vừa bay vừa đánh. Hôm nay em Hữu mang chiếc đồng hai mặt đời mới này quyết tâm thu phục được nó, nếu nó đi vòng quanh cũng dính mà nhảy lên thì cũng dính. Mình sử dụng chim bổi không phải chim mồi, bởi chim bổi nó sẽ nhát hơn, sẽ bỏ chạy. Thấy chim bỏ chạy thì nó sẽ rượt và quên mất đi cảnh giác, sẽ rất là dễ là dính bẫy.